Chào bạn. Hôm nay âm thanh AK xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm mới, đó là loa âm trần Wi-Fi không dây. Mình xin giới thiệu với các bạn bộ loa OBT WL2. Bộ loa hoạt động trên không dây và nền công suất. Bộ loa này gồm hai chiếc, đó là một loa trung gian, một loa trung tâm và một loa vệ tinh. Màng lưới của loa được làm từ hợp kim nhôm và sơn tĩnh điện, rất khá là mịn và chắc chắn. Thân loa được làm từ nhựa ABS cao cấp, khá bền và đẹp. Bộ loa này được phát nhạc qua Wi-Fi và kết nối với smartphone không dây khá là dễ dàng. Trên đây là bài giới thiệu về sản phẩm loa của AK. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website anthanhnhapkhau.com.vn hoặc có thể trực tiếp qua cửa hàng tại địa chỉ 290/10 Ba Đình, Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.